Thầy, thưa đại tỷ Nguyễn Huynh, thầy Vũ Nhi và cả đạo tràng, con xin phép được đọc thuộc lệ tử nguyên. Các người con, thánh nhân dạy, như đệ trước có cẩn tính, như bình đẳng gần người nhân, có duy sức thì học văn. Ở nhà phải hiếu, cha mẹ gọi trẻ thời gian, cha mẹ bảo cháu thành biến, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận, đang phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng, đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nhà không đổi. Việc tuy nhỏ cháu tự làm, nếu đã làm chứ đào con, tôi nhỏ cho có tiên, nếu có tiên cha mẹ vừa, cha mẹ thương hiếu đau khó, cha mẹ ghét, hiếu mới tốt. Cha mẹ lỗi khi thay đổi, mặt ta vui rồi ta dịu, khi không nghe vui khám tiếp, dừng có khi đánh không giận. Cha mẹ bệnh nếm thuốc trước, ngày đêm hầu không rời giường, tan ba năm thường thương nhớ, chỗ ở đổi không đủ thịnh. Tan lễ lễ cúng hết lòng, việc người chết như người sống. Sức tóc đỡ, anh thương em, tính thân, anh liên thuận như trong đó, tiền của nhà ấn ngờ xanh, đời nhận định, tức chẳng mất. Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng, người đón trước, người nhỏ sau, đón một vài người liền gọi thay, người không có mình làm thay. Gọi người lớn chớ gọi tên, với người lớn chớ khoe tài, gặp trên đường nhanh đến trào. Người không nói kính như đứng, phải xuống người, phải xuống xuôi, đợi người đi hơn trăm bước. Người lớn đứng nhỏ cháu ngồi, người lớn ngồi cho phép ngồi. Với đối trước người lớn phải nói nhỏ, nhỏ không nghe, không đứng phép. Đến phải nhanh, lui phải chậm, khi họ đáp mất nhìn thẳng, việc chú bé như việc cha, việc anh họ, như anh ruột. Cận, sáng dậy sớm tối ngủ trễ, lúc chưa già quý thời gian, sẽ rửa mặt và đánh răng, tiểu tiện xong rửa tay sạch. Ngủ phải ngay, lúc phải dài, vố phải dày, mang chỉnh tề. Nói quần áo để cố định, tránh giờ bừa, chớ để bừa tránh giờ bẩn. Áo quý sạch, không quý đắt, hợp thân tổng hợp gia đình. Với ăn uống, chớ kiên chọn, ăn vừa đủ, chớ ngay no, tuổi còn nhỏ, chớ yên rượu, uống say rồi, rất là xấu. Đi thông thả đứng, tay thẳng, và phía sau lại cung kính chớ đẹp. Chớ đẹp thèm, không đứng yên, chớ ngồi gian, không quên đùi. Để đèn cửa chớ ra tiếng, để vào rộng chớ vụn bóc, vào mặt rộng như bậc đầy, và phòng trống như có người. Chớ làm vội vội xa nhiều, không sợ khó, chớ quê lo, nơi ồn náo chớ đến gần, vì không đáng quý chớ hỏi. Sắp vào cửa hỏi có ai, sắp vào nhà cắt lớn tiếng, người hỏi ai, nên nói tôi, nói cho tôi không rõ ràng. Dùng đồ người cầm mượn rõ, nếu không hỏi tức là trộm dùng đồ. Mượn đồ người, trẻ đúng hẹn, sao có cần, mượn không khó. Tính, phàm nói ra tính trước tiên, lời dối trá sao nói được, nói như lời không bằng ít. Phải nói thật, chớ xảo nịnh, lời gian xảo từ bản thiểu thối tầm thường, phải trừ bỏ. Thấy chưa thật, chớ nói bừa, biết chưa đúng, chớ tiên truyền. Việc không tốt, chớ dễ nhận, nếu dễ nhận tiếng lưu sai. Phàm nói ra, phàm nói chuyện, nói trọng điểm, chớ nói nhanh, chớ mơ hồ, khi nói phải, đang nói quấy, không liên quan, chớ để ý. Thấy người tốt nên sửa mình, dù còn xa cũng dần kịp. Thấy người xấu tự kiểm điểm, có thể sửa không cảnh giác. Chỉ đất học, chỉ tài nghệ, không bằng người, phải tự gắng. Học quần áo, nếu quần áo học ăn uống, không bằng người, không nên buồn. Nghe lỗi giận, nghe khen vui, bạn xấu đến, bạn hiền đi. Nghe khen sợ, nghe lỗi vui, người hiền lương dần gần gũi. Lỗi vô ý gọi là sai, lỗi có ý gọi là tội. Biết sửa lỗi không còn lỗi, biết sửa lỗi không còn lỗi. Nếu che giấu lỗi chồng thêm. Yêu bình đẳng, phàm là người đều yêu thương, che cùng trời ở cùng đất, người hạnh cao danh thừa cao, mọi người trọng chẳng dâu. Mọi người trọng chẳng bề ngoài, người tài năng tiến tự cao, được người trọng chẳng giao khoe. Mình có tài chớ dùng riêng, người có tài chớ thị thích. Chớ nịnh giàu, không nịnh giàu chớ khinh nghèo.
chớ ghét cũ không thích mới. Người không rảnh chớ nỡ phiền người bất an chớ quấy nhiễu. Người có lỗi chớ vạch trần việc riêng người chớ nói truyền. Khen người thiện tức là thiện. Khen người thiện tức là tốt, người biết được càng tốt hơn. Khen người ác chính là ác. Ác cùng cực tai họa đến, cùng khuyên thiện cùng lập đất lỗi không ngăn đôi bên sai. Dễ nhận cho, phân biệt rõ, cho nên nhiều nhận nên ít. Sắp cho người trước khỏi mình không thích phải mau ngưng. Ăn phải báo, ăn phải quên, báo ăn ngắn, báo ăn dài. Đối người ở thân đông chánh, thì đông chánh lòng độ lượng, thế phục người, người không phục, lý phục người tâm mới phục. Và người nhân, cùng là người khác thật loại, thô tục nhiều nhân từ ít. Thật người nhân, đúng người nhân, người kính sợ. Nói thẳng lời, không dễ nịnh. Gần người hiền, tốt vô hạn, đức tiến dần, lỗi ngày giảm. Không gần hiền, hại vô cùng. Bạn tiểu nhân đến trong việc hơn, có dư sức thì học văn. Không gắn đàm, chỉ học văn, chỉ bề ngoài thành người nào. Nếu gắn đàm không học văn, theo ý mình mù lẽ phải. Cách đọc sách có 3 điểm: tâm mắt miệng, tin điều trọng. Mới đọc đây chớ thích kia, đây chưa xong kia chớ đọc. Thời gian ít cần chăm chỉ, công phu đủ đọc liền thông. Tâm có nghi thì chép lại, học hỏi người mong chính xác. Gian phòng sạch, bức tường sạch, bàn học sạch, mực mài bút nghiêng ngay, mực mài nghiêng tâm bất chính. Chữ viết ảo tâm không ngay, chép sách vở chỗ cố định. Đọc xem xong trẻ chỗ cũ, tuy có gấp xếp ngay ngắn, có hư sai liền tu bổ. Không sách thánh đọc, không sách thánh bỏ không xem. Chê thông minh hư tâm trí, chớ tự chê đừng tự bỏ. Thánh và hiền dần làm được. Ha ha ha,